Toàn xin chào anh chị em đến với kênh Bất Động Sản Vĩnh Long Thanh Toàn Nơi ký nhận, giới thiệu nhà và đất chính chủ khu vực tỉnh Vĩnh Long Và hôm nay á, là Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình miếng đất giường trồng mít thái Và mít này á, thì trồng cũng được 3 năm rồi Và Toàn đang đi cái cạnh ngang của cuối miếng đất giường này nghe anh chị em Cái cạnh ngang của cuối miếng đất này á, là chiều ngang của nó là được 17 m nha Và tổng diện tích của miếng đất này á, là nó được 840 m thích hợp cho anh chị em mình á, là mua để mà xây một cái nhà và còn khoảng đất trống như sau thì anh chị em mình có thể là canh tác mít thái này tiếp hoặc là có thể là trồng cây trái uh, hoa màu gì đó tùy sở thích của anh chị em mình thôi trước mặt toàn đó anh chị em có cái mương cỏ xanh xanh á tới đó là hết cạnh ngang của đất mình là 17 m bây giờ toàn tiếp tục cái đi cạnh dài của đất mình à, cái cạnh dài của đất thì nó được 42 m nha anh chị em và trên đất mình là toàn bộ trồng mít thái thôi nha và cũng khoảng chừng 5 6 mét gì đó. Chủ nhà người ta cũng có xẻ một con mương hẳn hoi trơn á. Cái miếng đất này á, là nó có rất là nhiều ưu điểm luôn nha anh chị em. Thứ nhất là trên bằng phán của mình á, là nó có thể hiện đường đi luôn. Thứ hai á, là ở đây là có nước máy hẳn hoi hết rồi. Thứ ba là điện cũng có luôn. Thứ tư á, là cái giá này á, cũng rất là mềm. Chủ kêu bán 840 mét đất này á, với cái giá chỉ có 420 triệu thôi anh chị em mình giá rất là rẻ chứ không có mắc mỏ gì với vị trí của miếng đất này đâu anh chị em mình á chịu khó theo toàn ra đằng trước toàn quay cái lộ cho anh chị em mình xem luôn mùa dịch nha anh chị em mình xem kỹ đi được thì toàn dẫn đi xem đất chứ lúc này đi khó khăn lắm nha anh chị em Mùa dịch này thì toàn cũng xin kính chúc anh chị em xa gần có thật là nhiều sức khỏe nha và tuân thủ theo chỉ thị của nhà nước nha. Toàn cũng tuân thủ theo chỉ thị của nhà nước. Nay chỉ thị 15 toàn mới dám đi giới thiệu đất thôi chứ ở nhà 2 tháng rưỡi nay thì tình chứ ngứa nghề lắm mà cũng không dám đi anh chị em mình à. Và Toàn vẫn đang đi trên đất mà Toàn muốn giới thiệu bán cho anh chị em mình nghe Và trên đất mình có căn nhà nát này nữa Nên Toàn cũng đi quay cặp hông cho anh chị em mình xem luôn Và cũng từ vị trí của miếng đất này anh chị em Ra ngoài xã Chánh An thì mất khoảng chừng 5 phút chạy xe Đây đó khoảng chừng một cây rưỡi số trở lại thôi còn mà từ đây mà về tới Phà Đình Khao của Vĩnh Long mình thì mất 36 phút chạy xe, khoảng cách của nó là 23 km. Còn từ cầu Cần Thơ mà muốn qua đây mua miếng đất này thì mất hết 1 giờ 30 phút chạy xe Khoảng cách của nó là 60 km Và cũng từ bến xe miền Tây về đây thì mất hết 3 giờ đồng hồ Khoảng cách của nó là 148 km nha anh chị em mình Ngộ ha, mấy cây mít mà nó gần gần nhà trái say khí thế luôn anh chị em mình và địa chỉ của miếng đất này của mình á, là nó thuộc xã Chánh An, huyện Mang Thích của tỉnh Vĩnh Long nha anh chị em. Và đất của mình á, là nó thuộc hướng Chánh Bắc luôn và xung quanh ở đây thì bà con mình ở cũng cách khoảng chừng 100 m vậy có cái nhà 100 mét có cái nhà anh chị em mình và chủ yếu là bà con mình ở đây cũng làm giường trồng chôm chôm với lại mít thái này nghe anh chị em và tới đây là cạnh ngang trước của đất mình ngang trước đất này của mình là nó được 19 m nghe anh chị em và theo toàn được biết là cái đường này mới mốt nhà nước sẽ mở lộ luôn nè nhưng mà bây giờ nhà nước chưa mở lộ thôi cứ bỏ bằng bên đi rồi mình à, toàn sẽ dẫn cho anh chị em mình cái đường à, ra ngoài lộ của đất mình luôn là nói chung đất của mình đi á, là không lệ thuộc cho ai cả và trên bằng phán mình có thể hiện đường đi luôn và kênh của toàn á, anh chị em ngày nào cũng như ngày nấy nha cứ 7 giờ tối hàng ngày á, là toàn sẽ đưa đất đưa nhà lên bán và đất với nhà toàn bộ toàn nhận trực tiếp với chủ nhà chủ đất luôn toàn không hề nhận qua trung gian nghe anh chị em mình và cũng vì vậy anh chị em mình quan tâm về đất đai bất động sản ở Vĩnh Long á, thì vui lòng đăng ký kênh của Toàn. Tại ngày nào Toàn cũng có đất có nhà đưa lên bán thì thế nào cũng có một hai miếng gì đó nó phù hợp với anh chị em mình thôi. Và Toàn đang đi nãy giờ cũng là đi trên đất của mình nghe anh chị em. Mình. Tới cái cổng này tới cái cổng này là nó sẽ hết 19 m của đất mình. Và trước mặt Toàn là anh hàng xóm vui vẻ. Và đất của mình á, từ ngay chỗ uh, Toàn đang đứng nè đi uh, ra ngoài lộ là đây ra ngoài lộ khoảng 40 m. Rà và cái đường đây đi ra ngoài lộ á, thì nó sẽ là 2 mét nữa và đồng thời 2 mét này anh chị em mình cảm thấy nhỏ thì có thể thương lượng với chủ nhà có thể là nâng ra 3 m chẳng hạn và đây ra đó thì vẫn là đất nằm trên bằng khoáng của mình luôn và đất của mình á, là nó liền ra tới ngoài lộ luôn nha anh chị em mình bởi vậy mới toàn mới nói là đất của mình nó là trên bằng khoáng là nó có thể hiện đường đi luôn bây giờ tới đây là toàn cắt nha toàn ra toàn quay cái lộ cho anh chị em mình xem cái nữa rồi chia tay nha và trên bằng phán của mình á, là nó có thể hiện con lộ này luôn nha anh chị em và xung ra quanh ở đây thì bà con ở toàn nói 100m chứ nó không tới nữa ở đây thì nó gần quỹ ban gần xã cũng gần trường học nữa anh chị em mình và chủ kêu bán hết miếng đất này á với cái giá chỉ có 420 triệu thôi nha anh chị em mình rất thích hợp cho anh chị em mình mua miếng đất rồi xây cái nhà để ở rồi rất là yên tĩnh luôn ở đây điện nước là có hắn hôi hết nha anh chị em mình miếng đất mà toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình nó là như vậy anh chị em mà chịu khó xem kỹ anh chị em rồi coi được thì toàn dẫn anh chị em mình tới gặp chủ nhà trao đổi đất đai luôn miếng đất này theo toàn là giá cũng khá là hợp lý đó anh chị em mình còn cái hướng này hướng này cũng là con lộ mình và cái hướng này thì đi ra đó thì gặp con sông đây đó khoảng chừng 200m trở lại gặp là con sông cổ chiên hay sông gì đó anh chị em mình Toàn cũng rành con sông nữa Mà đây đó là khoảng chừng 200m là đụng con sông nha anh chị em mình Anh chị em mình quan tâm mình Liên hệ số điện thoại trên màn hình nha anh chị em Giờ toàn xin chào anh chị em mình nha